Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình nha. Và hôm nay thì vẫn là tiếp tục là một cái video chia sẻ về hamster cho các bạn nha. Và nội dung hôm nay thì mình không nói về hamster mà mình nói về lòng hamster. Và mình muốn nói về phân biệt giữa tất cả lòng hamster hiện tại trên thị trường đang bán đó, để cho các bạn hiểu rõ hơn về lòng hamster. Và cái nội dung thứ hai ở trong video này mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là về lót chuồng. Đấy, lót chuồng cho hamster. Thì có nhiều bạn hỏi mình rất là nhiều về cái vấn đề lót chuồng các bạn. Thì có nhiều bạn hỏi mình là mùa nắng, mùa khô, mùa mưa, mùa hè, mùa hạ gì lót chuồng loại nào thì nó hợp lý. Đó, thì hôm nay mình muốn chia sẻ hai cái nội dung đó trong một cái video này cho các bạn tham khảo nha. Rồi, và nội dung đầu tiên đó chính là về lòng hamster. Lòng hamster thì các bạn nuôi thì các bạn chỉ nghĩ đơn giản là nó chỉ là một cái chiếc lồng để mà nhốt hamster để mà các bạn nuôi thôi, đúng không? Đó cũng là một cái suy nghĩ đúng các bạn. Nhưng mà lòng hamster hiện tại thì nó khá là đa dạng đó, nhưng mà chủ yếu là nó sẽ phân ra thành hai loại nha các bạn. Thứ nhất là lòng nuôi và thứ hai là lòng vận chuyển và lòng tách. Đó, lòng vận chuyển và lòng tách thì mình sẽ cho nó vào một nhóm nha. Còn lòng nuôi á, thì mình sẽ cho nó vào một nhóm, là tổng cộng là có hai nhóm lòng chính. Thì trong cái hai nhóm đó thì tất nhiên là nó sẽ có rất là nhiều mẫu mã, kích thước cũng như là màu sắc khác nhau. Nhưng mà nó cũng trong phạm vi là hai nhóm lòng đó thôi. Rồi, nói về lòng thì hiện tại nó rất là nhiều mẫu mã. Và nó cũng có những cái mẫu lòng gọi là chính hãng, cũng của Alex hoặc là của Jolly gì đó, vân vân. Thì cái mẫu lòng đó thì cái kiểu dáng của nó sẽ đẹp hơn đó, và cái chi tiết của nó làm nó sẽ chắc sắc nét hơn nha các bạn. Đấy, và đồng nghĩa việc đó là nó sẽ giá nó sẽ cao hơn. Ngoài ra thì hiện tại Việt Nam chúng ta thì có rất là nhiều shop. Hiện tại là mình cũng đang bán những cái mẫu lòng được nhập khẩu từ Trung Quốc nha các bạn. Mẫu lòng từ Trung Quốc thì theo mình thấy á, là cái độ chi tiết của nó làm thì nó không có được đẹp lắm các bạn. Đây, ví dụ như cái mẫu này thì nó làm nói chung là cũng không có đẹp lắm. Có cái thì nó cũng hoàn thiện, còn có cái thì nó cũng bị mớp méo một vài chỗ các bạn. Đó, thì nó không có được đẹp lắm. Nhưng mà theo mình thấy thì một cái mẫu lòng của Trung Quốc á, nó làm thì cũng khá là an toàn cho mấy con chuột của bạn, và các bạn có thể nuôi lâu dài. Đó, vẫn ok luôn. Còn các bạn nào mà muốn nó đẹp đó, muốn nó sang, nó chảnh hơn, thì các bạn có thể mua những cái mẫu lòng của hãng Jolly hoặc là hãng gì đó. Rất là nhiều hãng khác nhau đó, các bạn có thể tham khảo. Đấy, còn nói chung là những mẫu lòng Trung Quốc thì giá nó rẻ, cho nên là phù hợp đối với đại đa số những bạn mà mới tập nuôi, hoặc là những bạn nuôi lâu rồi mà có chi phí không được nhiều lắm á, thì đa số là mua lòng Trung Quốc nuôi vẫn ok, không có gì hết. Rồi, thì như mình nói lúc nãy là lòng nó sẽ chia ra thành hai loại là lòng nuôi với lại lòng vận chuyển và lòng tách. Thì lòng nuôi là những chiếc lòng nào? Đây, mình sẽ ví dụ cho các bạn một vài mẫu lòng nuôi nha. Đây là những chiếc lòng nuôi nè các bạn. Đây là một cái, hai cái. Lòng này thì nó cũng vừa là lòng nuôi cũng được, cái này thì nuôi một con cũng được nha các bạn, và vừa làm lòng vận chuyển và lòng tách luôn cũng được. Đó, lòng thì nó khá là đa dạng nha. Đấy, ngoài ra những cái mẫu lòng này nè, lòng này làm lòng tách cũng được luôn, lòng hai ngăn nè, hoặc là nuôi cũng được, thì cái vách ngăn này nó có thể tháo ra các bạn có thể nuôi được luôn cũng được nha. Đấy, mẫu này cũng vậy. Ở ngoài ra thì nó có rất là nhiều mẫu khác nhau nữa, ví dụ là lòng hoàng tử chung và lòng đại. Đó, một tí nữa mình sẽ chèn thêm một vài tấm ảnh nha. Thì đó là những cái lòng nuôi. Thì sao là mình nói đó là những cái lòng nuôi? Tại vì lòng nuôi á là người ta thiết kế ra là để dành cho nuôi con chuột của bạn lâu, trong khoảng một thời gian dài, có thể là một tuần, hai tuần, ba bốn tuần, đấy, mấy tháng, thậm chí là vài năm luôn, để trong suốt cái quãng đời con chuột của bạn nuôi con chuột hamster đó. Thì người ta thiết kế ra, thứ nhất là nó sẽ đảm bảo cho cái chuồng của nó đảm bảo là phải rộng nha các bạn. Đây, ví dụ cái mẫu này thì các bạn có thể nuôi được hai con dòng hamster nhỏ nha. Thì nó sẽ khá là rộng, khoảng đâu đó là 26-27cm. Đấy, thì bên trong này thì người ta sẽ thiết kế cho nó đầy đủ cái loại vật dụng như là bình nước nè, vòng chạy, chiến ăn, nhà, rồi đồ chạy, rồi có thứ các kiểu. Thì vừa là đồ chơi, vừa là đồ ăn, cũng như là đồ uống, đồ cho nó đầy đủ. Thì nó như là một cái căn nhà mini cho mấy con chuột của các bạn sinh sống trong này, đấy, qua từng ngày từng năm. Đó, đó là lòng nuôi nha. Đấy, thì lòng nuôi thì nó đạt những cái tiêu chí gọi là rộng rãi nè, và đầy đủ đồ chơi cũng như là bình nước, đồ nhà, ngủ được cho mấy con chuột của bạn. Còn cái thứ hai là về lòng tách đó các bạn. Đây, lòng tách thì mình sẽ ví dụ ở đây nha. Ngoài ra thì nó sẽ có rất là nhiều mẫu lòng tách khác nhau. Ví dụ như là cái mẫu lòng đeo rồi các bạn. Cái mẫu lòng đeo các bạn đi vận chuyển, đi chơi, hoặc là đi hợp mặt với bạn bè gì đó. Đó, hợp mặt thú cưng gì đó, thì các bạn có thể xách theo những cái lòng đó. Thì đó là những cái mẫu lòng vận chuyển nha. Đấy. À, ngoài ra thì ở đây mình có một cái nào mình sẽ ví dụ cho các bạn. Đây là một cái mẫu lòng vận chuyển. Tại sao là mình gọi là nó là cái mẫu lòng vận chuyển các bạn?
Tại vì đây là cái mẫu lồng là nhà sản xuất người ta thiết kế ra là dành để riêng cho vận chuyển đó, hoặc là các bạn có thể đi du lịch rồi đó, các bạn có thể để con chuột vào đây nuôi trong một thời gian ngắn nha, là khoảng đâu đó là một tuần thôi đấy, khoảng một tuần, cùng lắm là hai tuần là cùng nha các bạn đó. Thì người ta thiết kế là cho nó, cho con chuột các bạn ở trong đây sống trong một khoảng thời gian ngắn thôi đấy. Thì như các bạn thấy cái mẫu lồng này thì người ta thiết kế là không có lưới sắt như những cái mẫu lồng này các bạn đấy, người ta chỉ khoét những cái lỗ nhỏ như thế này đó để cho các bạn vận chuyển á, thì có thể là đi trên xe rồi đó, gió nó sẽ luồn vào đây đấy, nó sẽ không, thứ nhất là nó sẽ không bay cái mùng cưa nha, mẫu lồng mình đã test rồi đó, nó sẽ không bay cái mùng cưa phía dưới này, các bạn lót là lót chuồng loại nào cũng được, và đảm bảo là gió nó sẽ luồn vào những cái lỗ như thế này thì nó sẽ làm mát cho cái chuồng của bạn trong một khoảng thời gian mà các bạn vận chuyển đi, thí dụ như các bạn đi về quê hay là gì đó thì nó sẽ làm mát cho cái chuồng bên trong của con chuột của bạn đó. Thì cái mẫu lồng này nó cũng có chiếng ăn với lại đồ chạy bình nước luôn, nên là mình tháo rồi mình để con này mình nuôi đỡ một ngày mơi mình giao cho khách nha. Đấy, con này thì mình có một con sóc để mà mình giao cho khách nè. Thì những cái điểm chung của những cái mẫu lồng vận chuyển hoặc là lồng tách đó là nó nhỏ và gọn đó, nhà sản xuất người ta đã thiết kế ra là nó phải nhỏ gọn, tiết kiệm diện tích và đồng thời là phải có cái quai sách như thế này đấy, thì các bạn đem đi thì nó rất là dễ dàng. Ngoài ra thì những cái mẫu lồng vận chuyển khác như là nó có cái đồ đeo luôn á đó, thì những cái mẫu lồng đó thì đều là lồng vận chuyển hết, thì nó khá là nhỏ gọn đó, và nó có thể là nó sẽ tặng kèm theo cho các bạn một cái bình nước đấy để mà con chuột của bạn nó có thể uống nước nha. Còn chén ăn á thì cái mẫu lồng này nó có tặng kèm, còn mình thấy có một vài mẫu nó không có tặng kèm á, là có thể là những cái mẫu đó thì người ta dùng để là vận chuyển nhâm tơ trong ngày rồi đó các bạn, thì các bạn cho nó ăn no trong ngày thì không sao, còn nước thì chắc chắn là phải có một cái bình nước nha các bạn. Còn những cái mẫu lồng như ngũ sắc này thì cũng dành để vận chuyển cũng được, nhưng mà cái này á mà các bạn đi mà bạn lót mùng cưa á thì gió nó sẽ thổi vào và nó sẽ bay mùng cưa đi tùm lum hết đấy. Nếu như mà các bạn vận chuyển bằng mẫu lồng này á thì các bạn nên là lót bằng cát sang hoặc là cát gì đó nha. Đấy thì cái mẫu lồng này thì các bạn có thể nuôi một con cũng được, nuôi trong thời gian ngắn cũng được đó. Thì nếu như được thì các bạn phải mua nuôi một con chuột dòng nhỏ, thì các bạn nuôi từ cái mẫu lồng hoàng tử nhỏ cho lên giùm mình nha. Đó là hai cái loại chuồng mà mình muốn chia sẻ nó rõ hơn trong cái video này, để cho tại vì mình thấy có nhiều bạn là không biết cái lồng nào là lồng nuôi và cái lồng nào là lồng vận chuyển. Và nếu như mà các bạn lấy cái lồng vận chuyển này các bạn nuôi cái con chuột trong một thời gian dài á, nó sẽ ảnh hưởng đến con chuột của bạn rất là nhiều. Thứ nhất là cái lồng này nó sẽ không có được thoáng cho lắm nha các bạn đó, và cái thứ hai là diện tích nó rất là nhỏ nữa. Vì thế các bạn nuôi trong một thời gian dài thì nó sẽ khiến con chuột của bạn cảm thấy là tù túng, hãy dẫn đến là nó bị stress hoặc là bị bệnh gì đó đấy. Và chắc chắn là cái mẫu lồng này thì nó sẽ không có được thoáng lắm, cho nên là các bạn nuôi trong đây thì nó khá là nóng nha đó. Vì thế là nếu như mà các bạn nuôi lâu dài thì các bạn phải lựa những chiếc lồng bằng sắt như thế này, nó sẽ thoáng và mát hơn đó, các bạn lưu ý cho mình. Rồi và ngược lại, các bạn lấy những cái mẫu lồng mà nuôi lâu dài mà các bạn đi vận chuyển thì mình thấy vẫn ok đấy, vẫn ok hết. Nhưng mà các bạn lưu ý là các bạn vận chuyển đi xa thì các bạn nên lót cát sang rồi đó, thì nó đi vận chuyển dọc đường nó không có bị bay đấy. Những cái mẫu lồng này thì đa số là nó đều có cái quai sách hết, cho các bạn vận chuyển đi đều ok hết nha đó. Còn những cái còn bạn nào mà sang nữa mà muốn vận chuyển đi chơi xa rồi đó, mà muốn có một cái lồng chuyên dụng đó, thì các bạn có thể mua những cái mẫu lồng như thế này. Đấy, những cái mẫu lồng vận chuyển này thì nó sẽ chuyên dụng hơn, thì nói chung là cái nào chuyên dụng thì nó sẽ là ok hơn, đúng không các bạn? Và là giúp thứ hai mà mình muốn chia sẻ trong cái video này là về cái lót chuồng. Thì cái này thì một cái nội dung mà nói chung nó khá là cũ rồi và mình muốn chia sẻ lại trong một cái video này nha. Thì về lót chuồng á thì hiện tại mình nuôi mấy con chuột của mình á là suốt nguyên một năm luôn, là mình toàn lót mùng cưa hết, chỉ có một vài ngày hoặc là một vài tháng gì đó có cái cát sang hoặc là bịch gì đó, bịch cát lót gì nó bị bể đó các bạn. Khi mình vận chuyển hàng về á nó bị bể thì mình sẽ lấy cái cát đó mình lót cho nó luôn đó. Còn ngoài ra thì đa số là mình lót mùng cưa cho mấy con chuột mình rất là nhiều. Thì nói chung á là các bạn thích cái loại lót chuồng nào thì các bạn lót loại đó thôi, thì tại vì mỗi cái loại lót chuồng á nó sẽ có ưu và nhược điểm riêng. Ví dụ như cát lót đi ha, cát lót á thì cái ưu điểm nó là gì, nó ưu điểm của nó là nó sẽ đẹp, làm đẹp cái chuồng của các bạn, đặc biệt là các bạn nào mà nuôi chuồng kính rồi đó thì các bạn có thể lót cát lót thì nó sẽ làm đẹp cái chuồng của bạn hơn. Thì cát lót thì nó sẽ giúp chân chuột của bạn nó sẽ thoáng mát hơn nữa đấy. Thì ngoài ra thì cát lót thì các bạn có thể lót cho mấy con chuột nào mà nó đang bị bệnh về lông rồi đó, thì các bạn có thể lót rồi trong quá trình điều trị cho nó thì nó cũng thuận tiện hơn. Còn về mùng cưa thì nó cũng có cái ưu và nhược điểm riêng các bạn. Cái ưu điểm của nó này nó sẽ thấm hút rất là nhanh, dẫn đến là lông của hamster của các bạn nó sẽ hạn chế cái việc là hamster nó chạy tới từ chạy lui bị ướt cái lông đó các bạn. Đấy, thì nó sẽ thấm hút rất là nhanh và làm sạch cho con chuột của bạn khá là ok, theo mình thấy là vậy.
Còn cái nhược điểm của nó là vào những ngày nóng thì khiến cho con chuột của bạn khá là nóng. Nhưng mà các bạn có thể khắc phục bằng cách là các bạn lót một lớp mỏng thôi. Rồi các bạn chịu khó vệ sinh thường xuyên, có thể là mỗi ngày các bạn mỗi vệ sinh luôn cũng được. Và là cách 2 ngày các bạn vệ sinh một lần thì sẽ đảm bảo cho cái chuồng con chuột của bạn nó sẽ là thật là sạch sẽ nha. Ngoài ra nữa thì mùng cưa nó rất là quan trọng đối với những con chuột mà nào mà nó chuẩn bị đẻ đó các bạn. Thì các bạn phải lót mùng cưa cho con chuột mẹ nó làm tổ mới được nha. Còn các bạn lót cắt lót thì nó tất nhiên là mấy con chuột nó làm tổ không có được rồi. Đấy, thì rất là đặc biệt là những cái con chuột nào mà đang nuôi con các bạn phải nên lót mùng cưa. Hoặc là lót giấy, các bạn nào có điều kiện nữa thì mua giấy carry gì đó các bạn về lót vào để cho mấy con chuột nó làm tổ nha. Rồi ngoài ra nữa thì các bạn nào mà có điều kiện nữa, các bạn nào mà chơi gọi là chịu chi hơn nữa thì mỗi mùa các bạn lót mỗi cái loại cát chuột khác nhau. Đấy, thí dụ như mùa hè nóng thì các bạn có thể lót những cái loại cát Ấn Độ, cát sang, cát gì đó thì sẽ giúp cho con chuột của bạn nó thoáng mát hơn. Còn mùa lạnh thì các bạn có thể lót mùng cưa đấy, hoặc là lót giấy thì nó sẽ giúp cho con chuột của bạn nó giữ ấm tốt hơn đó. Thì đây cũng là một cách mà các bạn có thể áp dụng để mà nuôi con chuột của bạn trong suốt quá trình nuôi đấy. Còn nếu như mà các bạn nào mà thích lót cát thôi, hoặc là những bạn nào mà thích lót mùng cưa thôi giống như mình, thì các bạn có thể khắc phục ưu và nhược điểm của hai cái loại lót chuồng này nha. Tại vì mỗi loại thì nó đều có ưu và nhược điểm khác nhau hết, các bạn có thể khắc phục lại. Rồi, và video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc nha các bạn. Và nếu như các bạn thích video này và cảm thấy là những cái chia sẻ của mình nó hữu ích, nó hay, nó giúp ích được các bạn trong quá trình các bạn nuôi hamster đó, thì các bạn có thể gọi là để lại cho mình một like cũng như là một subscribe, một đăng ký kênh để mà ủng hộ mình rất là nhiều video nữa cho các bạn xem nha. Và các bạn còn muốn mình làm về nội dung gì nữa thì các bạn có thể bình luận ở phía dưới để mình sẽ là sắp xếp thời gian và làm video thường xuyên hơn cho các bạn xem nữa nha. Và xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.